Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một căn nhà nằm ở mặt tiền đường số 17, khu chợ Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình nằm gần cầu Chánh Hưng, gần quận 5. Căn nhà mình có kích thước ngang là 4 m và chiều dài là 20 m, nhà nở hậu là 7 m, nhà có 10 phòng, đang có 10 phòng, có đủ nhà vệ sinh bên trong để cho thuê. Và căn nhà này nằm ở mặt tiền đường số 17, đường mới vừa làm ha. Đó, đường rất đẹp luôn. Nếu cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu mua một căn nhà diện tích lớn, có đến 9 phòng, 9 phòng là 9 cái căn hộ dịch vụ đang cho thuê, thì hãy liên lạc với Vũ Hồng ha, qua số điện thoại 0933 79 79 79. Vũ Hồng sẽ trực tiếp mở cửa cho cô chú chị bạn xem nha. Chìa khóa Vũ Hồng đang giữ ha. À, nhìn lại cái con đường nè. Đường này là đường rộng 16 mét đó cô chú anh chị. Và hướng nhà mình là hướng Tây nha. À, ngay cổng chung cư, cổng chính của chung cư luôn. Và về quy hoạch tương lai thì nhà mình sẽ ra căn góc hai mặt tiền đường ha. Ở nhà mình đã dạt sẵn xéo vô rồi nè. Đó, cái phần sân này á, phần này hơi sân này 9 mét là nằm trong lộ giới đường nha cô chú anh chị. Đó, mình nhìn phía ngoài nhà mình xong xong mình sẽ vào nhà bên trong nha. Nhà mình hiện tại là có 9 phòng ha, 9 phòng có nhà vệ sinh bên trong luôn nha. Cái phòng ở phía sau á, thì được chia thành hai phòng, một phòng khách và phòng ở và một cái nhà vệ sinh nữa. Đó, phòng phía sau là phòng lớn nha, phòng nào cũng có nhà vệ sinh bên trong hết. Phía ngoài này thì có sân ha. Mời cô chú anh chị bạn vào nhà nha. Cô chú chị bạn nhìn cái đường nè, ở đây là xem như cái đường là khu nội bộ là lớn nhất của khu phường 4, quận 8 luôn rồi. Đó, không có đường nào lớn như vậy luôn nha. Ở ngoài đó là chợ Phạm Thế Hiển, ở đây mình đi bộ, xách nhỏ đi bộ, đi ra ngoài chợ đi bộ ha, là tới nha. Nhà mình có hai lớp cửa bảo vệ, một là lớp cửa lùa, sắt lùa bên ngoài, và bên trong là cửa kính sắt ha. Ở nhà đây, nè cái này mình đã dạt xéo góc sẵn rồi nha cô chú anh chị. Ta nhặt xéo sẵn gốc rồi ha. Nhà mình có giấy chủ quyền hồng và đã được hoàn công nha. Nở hậu ở phía sau là 7 mét nha. 65C, đường số 17, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Ngang 4, dài 20, nở hậu 7 mét. Ở phía ngoài này là sân lợp ngói. Nhưng mà chủ nhà cũng có làm những cái cây sắt để bảo vệ rồi ha. Hai bên thì được ốp đá, đá tự nhiên cao lên. Và mặt ngoài này là dán đá hoa cương. Nhà mình một trệt, một lửng, hai lầu. Hả, lửng nè ha. Xin nhắc lại là nhà mình là hiện tại là có 9 phòng là 9 căn hộ dịch vụ cho thuê nha cô chú anh chị. Hả? Hả, mình nhìn lại không gian phía ngoài nhà mình đây. À, phía ngoài nhà mình đây ha, đây là cái lửng nè. À, nhà có lửng nên là nhìn nhà rất đẹp luôn nha. Ngay chỗ dưới trệt này có một cái nhà vệ sinh. Ở nhà vệ sinh nè ha. Cầu thang thì nằm ở chết về phía trước nha. Cầu thang thì nhà mình làm cầu thang bằng đá mài ha. Cầu thang là bằng đá mài nha cô chú anh chị. Cầu thang xài bằng đá mài ha. À, nhà mình rất là dài nha, dài đến 20 mét luôn cô chú chị bạn, xây hết đất luôn ha. Và đây là gian bếp của nhà mình nè, nhỏ gian bếp của nhà mình ha. Bếp thì có tủ bếp trên lớn, tủ bếp dưới,
và mặt bếp bằng đá hoa cương, có chậu rửa, tường dán cao lên đến trần, nhà đúc bê tông cốt thép nha. Ở đây có một chỗ rửa tay giặt giũ bằng tay. Ở phía sau cái nhà, ở phía sau cô chú chị, ở phía sau là có cái lối đi lên riêng nè, một cái cầu thang sắt đi lên riêng nha. Đó, ở đây cầu thang sắt mình đi lên từng phòng ở trên hết, lên tới lầu 3 luôn nha. Và nhà mình thì mỗi phòng đều có điện, đồng hồ điện riêng hết, mình gắn trước mỗi phòng, và ở dưới rệt này cũng có cái để mình kiểm soát ha. Nhà vệ sinh ở dưới chợ đây, nhà vệ sinh ở dưới chợ đây hả, nhà vệ sinh ở dưới chợ đây ha. Ở phía sau có một cái phòng, ở phía sau có cái phòng ha, chiều ngang nhà mình ở phía sau này là 7 mét nha. Ở phòng ở phía sau nè, thì nói chung thì phòng người ta cũng mới trả nhà lấy nhà nên nó cũ cái cô chú chị, về mình sơn sửa lại là mình cho thuê, tiếp tục cho thuê ha. Ở đây nhà vệ sinh ở phòng phía sau nè. Chủ Hồng xin nhắc lại căn nhà mình địa chỉ số 15 65C đường 65C đường số 17 khu chợ Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Nguyễn Tri Phương, gần cầu Chánh Hưng ha. Chiều dài nhà mình là 20 mét nha, chiều ngang là 4 mét, nở hậu là 7 mét. Cầu thang thì được làm bằng đá hoa cương, nhà đúc cầu thang thì làm bằng đá mài, và mặt đi thì cũng rộng ha, bạn lớn đi rất là dễ dàng luôn, và tay vịn bằng sắt nha. Đây cái lửng nhà mình luôn, cao cũng bằng cái lầu của cô chú anh chị. Và đây ở phía trước nè, ở đây là cái phòng lửng phía trước nè hả, phòng này là phòng thứ hai nè ha. Ở dưới trệt một phòng, phòng bếp mình bỏ nha, đây là phòng thứ hai nè. Phòng khách rộng rãi, ăn sân cũng rộng rãi nha. Đó, đây một cái phòng hai phòng ở lửng này nha. Và ở phía sau này có một phòng, có nhà vệ sinh bên trong nè. Ở nhà vệ sinh bên trong có tủ quần áo luôn ha. Ở nhà vệ sinh bên trong nè, cửa lùa rồi nha. Thiết bị vệ sinh là bồn cầu và điện khói luôn. Từ nhà vệ sinh thì dán cao đến trần. Bên hông mình là cái chung cư, là chung cư An Sinh ha. Đó, chung cư An Sinh. Bên đây mai mốt sẽ mở một con đường 20 mét, nhà mình không có bị phạm lộ giới bên đây nha. Ra nhà mình được hai mặt tiền, cầu thang lúc dưới đi lên nè. Đó, cầu thang sắn từ dưới đi lên nè ha. À, thiết kế riêng luôn cho cái phòng ở phía sau. Đó, hoặc là mình ở phía trước, mình đóng cái cửa kia thì cái người thuê nhà sẽ đi lên cầu thang này. Đó, mình ở phía trước, toàn bộ phía trước là mình ở. Và ở phía sau đóng cái cửa đó lại thì cái nhà này sẽ đi cửa này ra đây đi lên, và nhà phía sau thì qua đây đi lên đây ha. Cầu thang phía sau là để cho người thuê ở nha. Ở đây nếu mình muốn ngăn nhỏ thì mình chia thành hai phòng ở đây hả, ngăn nhỏ chia thành hai phòng ở đây ha. Căn nhà phía trước này thấp nên là nhà mình là cũng nhìn ra thoáng ra đây, nhìn được view ra ngoài đường nè. Đó, bên đây cũng vậy, nhà bên đây thấp nên nhà mình là được view nhìn ra bên chung cư ha. Mai mốt sẽ có con đường mở qua ngay đây, có con đường sẽ mở qua bên bên hông nhà mình nha. Ở đây cô chú chị bạn để nguyên cái phòng cũng được, hay là mình chia làm hai căn cũng được ha. Nhà vệ sinh đây, ở phòng này thì rộng nha, ở phòng phía sau nè, cửa gỗ ha. Ở phòng phía sau là cửa gỗ nè. Đây là căn phòng thứ ba của nhà mình nha. Đây là căn phòng thứ ba nha. Phòng khá rộng ha. Như vậy là mình cho thuê á. Mình cho thuê thì đây là phòng thứ tư chứ, xin lỗi, ở ở đây phía trước một căn, đây một phòng là hai phòng. Ở đây một phòng là ba phòng, ở dưới chợ phòng đây là bốn phòng rồi đó, đến lửng là đã có bốn phòng rồi đó. Hai cái phòng này nè, cái phòng này nè mình sẽ đóng cửa ở đây hả, đóng cửa ở đây hả, mình đóng cửa ở đây nè hả. Đây một phòng nè ha, và phía sau một phòng nè ha.
đi lên cầu thang nè, đi bằng cầu thang này, hoặc là mình có thể cho khách đi cầu thang này luôn cũng được nè, cầu thang phía trước thì cũng được ha. Như vậy đến đây là có 4 phòng rồi nha. Lẫn bây giờ lên lầu 1 ha, mình đi lên lầu 1 nha cô chú anh chị. Diện tích đất của mình là 90 92 mét nha cô chú anh chị. À, kế bên mình là có chung cư ha. Ngoài mỗi phòng là có đồng hồ điện hết. Phòng thứ tư là phòng thứ năm nè, bên đó là phòng thứ sáu nè, bên đây là phòng thứ bảy nè, như đây là phòng thứ sáu, thứ phòng thứ bảy. Đây lên lầu nè, phòng phía trước có nhà vệ sinh bên trong nè ha. Cô chú gì bạn thấy nhìn cái chung cư kia là chung cư Hoàng Anh Giai Việt không? Đó, chung cư Giai Việt đó. Phòng này khá lớn ha. Phòng này có ban công luôn nè, hai cửa sổ và một ban công, ba cửa sổ luôn. Hả, đây nhìn xuống đường nè. Hả, đường mới làm luôn ha. À, sát bên cầu Chánh Hưng nha cô chú anh chị. Ở đây ban công khá rộng ha. Sở dĩ làm xéo này là mai mốt là cái đường giảm góc ở chỗ này nè, nên mình làm ngay đây làm xéo sẵn luôn rồi ha, theo quy hoạch. À, phòng phía trước là có hai cửa sổ đây, và một cửa sổ phía trước là ba cửa sổ ha. Phòng này khá rộng nha, có nhà vệ sinh bên trong luôn, gió mát rồi rượi luôn cô chú anh chị. Rồi mình đi ra phòng phía sau. Như vậy là hồi nãy ở dưới là 4 phòng, đây 3 phòng nữa là 7 phòng ha. Đây là ghi phòng thứ năm nè, còn đây là ghi phòng thứ sáu nè, rồi phía sau là phòng thứ bảy, ghi đây nó mới phòng thứ ba, ghi ngược. Nhà vệ sinh ở đây ha, ở nhà vệ sinh nè, ở phòng ra phía trước, nhà quá rộng luôn, cửa sổ nè. Đây mình nhìn ra chung cư bên hông nhà mình nè ha, nhà mình nở hậu ra nè. Đó, mặt tiền chung cư, mặt tiền đường Tạ Quang Bửu, đường 1011 và đường Phạm Hùng ha. Bên phải là cầu Chánh Hưng. Rồi mình đi ra phòng phía sau, có cầu thang dưới đi lên nãy nè. Đó. Phòng này là phòng thứ bảy nha, ở phòng thứ bảy ha. Phòng này thì mình cũng có thể ngăn thành hai phòng cũng được luôn. Nhà vệ sinh bên trong nè. Đó, nhà vệ sinh bên trong nè ha. Nhà mình là cao hơn những căn nhà khác của quận này, nên là gió mát thổi rượi, mát rượi luôn. Đây là chung cư An Gia nè, và bên kia là chung cư Đồng Diều. Đó, chung cư Đồng Diều. Nhà mình sát bên chợ Phạm Thế Hiển luôn ha. Mở đèn lên cho nó sáng. Rồi mình sẽ đi ra phía trước nha. Như vậy là phòng phía sau này mình có thể đi đường này, đi cầu thang này nha. Đó, đi cầu thang này lên, lên sân thượng phía trên nè. Rồi bây giờ mình đi theo cầu thang chính đi tiếp ha. Ba nhà vệ sinh, một sàn vậy ba nhà vệ sinh. Rồi, mình đi lên trên lầu nha, tiếp nha cô chú anh chị. Phòng thứ 8 nè. Có nhà vệ sinh bên trong luôn nè. Phòng này thì có một cửa sổ bên đây, một cửa sổ bên đây và một cửa sổ phía trước, có ban công luôn. Ban công thì rộng rãi ha. Đây mình nhìn xuống đường nè,
Đường này có bạch vàng ở giữa là bàn giao cho quận quản lý rồi nha. Bà đường là bàn giao rồi. Nhà mình ngay cổng chung cư luôn. Mình có gì mình sau này là chung cư này hình thành á thì mình sẽ kinh doanh ha. Ở đây mình kinh doanh buôn bán đồ. Làm siêu thị, căn hộ dịch vụ đồ kèm đồ ha. Xin nhắc lại là nhà mình số là 65C đường số 17 ngay chợ Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ha. Chiều ngang nhà 4m và chiều dài là 20, nở hậu là 7m. Diện tích đất gần được 100m. Và nhà mình hiện tại á là có 10 phòng á. 8 phòng thứ này phòng thứ 9 nè. Phòng chính có nhà vệ sinh bên trong luôn. Đó, phòng thứ 9 là có nhà vệ sinh bên trong luôn này ha. Thì à, đây cũng có cửa sổ gió mở cửa ra gió mát rồi lồng lộng luôn ha, gió mát rượi luôn. Kế bên là chung cư. Còn đây có một cái phòng và một cái sân phơi. Đó, sân phơi đồ chung. Ở phòng phía sau này có sân phơi và nhà vệ sinh đây. Đây ở trên nè, còn đây là cái phòng nè. Phòng thứ 10 nha. Đây là phòng thứ 10 ha. Đó, cô chú chị bạn thấy không, nhà mình cao nhất khu vực này luôn, kế bên chung cư nè. Đó, chung cư An Gia nè, bạn kia là chung cư Đồng Diều nè. Nhà mình là cao nhất khu vực này luôn ha, nên mình mở cửa sổ quá trời cửa sổ luôn, khoảng hai mấy ba chục cái cửa sổ á. Đó, mình lên đây cầu thang này lên để cô chú Hồng lên trên coi thử rồi. Đó, cô chú chị bạn nhìn ha, bước lên coi thử rồi. Cũng khó ha. Rồi bước lên được rồi. Rồi, cái mái nhà mình đây em phía sau nữa hậu nè. Đó, sân thượng phía sau. Bên kia chung cư. Và đây là bồn nước. Không biết vô Hồng bước lên đây không được, để đây cái video để cô chú chị bà xem phía trước nhà mình nè. Đó, phía trước này ha, mái tôn này ha. Đó, chung cư mặt tiền, đường Tạ Quang Bửu với đường 1011. Bên đây là cầu Nguyễn Duy Phương. Và bên đây là chợ Phạm Thế Hiển. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà số 65C đường số 17, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, khu chợ Phạm Thế Hiển ha. Căn nhà này có 10 phòng. 10 phòng mà 10 căn hộ dịch vụ á, dạng mà trung bình khá ha, cho thuê. Và căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 10 tỷ 600 triệu đồng ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79, kênh YouTube Nhà đất Sài Thành ha. Vũ Hồng đang giữ chìa khóa sẽ mở cửa cho cô chú chị bạn xem. Nhà có chủ quyền Hồng hoàn công đầy đủ hết ha. Hướng nhà hướng Tây nha, nhà gần cầu Chánh Hưng, gần cầu Nguyễn Duy Phương qua quận 5, quận 1 rất gần luôn. Nhà có hai cái bồn nước ở bên trên đây, 10 phòng ha. Rồi cô chú chị bạn nào quan tâm thì alo cho Vũ Hồng ha. Nhớ chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở phân khúc 10 tỷ rưỡi, 10 tỷ 6 thì hãy chia sẻ cho họ ha, để họ giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà nha cô chú anh chị. Rồi Vũ Hồng xin chào ha, xin hẹn gặp lại ở những video lần sau. Tính ra chỉ có khoảng hơn 100 triệu một mét vuông kể cả nhà luôn nha cô chú anh chị.